ký ức tuổi thơ. Cô ông còn khỏe quá nhỉ, sinh nhật lần thứ 85 rồi đấy. Nhớ lại hồi còn trẻ thật là tự hào biết bao. Một thời hồn nhiên vui chơi đá banh thả diều. Cụ ông có một gia đình hạnh phúc thật đấy. Sinh nhật lần cuối cùng hưởng thọ 85 tuổi. Đam mê thổi nến. Mạnh nữa lên, thổi như đuổi ruồi, thế thì làm sao mà tắt được. Yếu quá đấy, thổi mãi không tắt, để ta. Nhìn đây này. Thế có vẻ nhanh không, rách việc. Ai mượn ông sờ vào, phiền phức. Này, vừa bảo thế nào à? Ok chưa thầy, xin lỗi thầy. Ôi giời, bộ râu của tôi. Thầy cứ để con. À, có cách, thầy cứ đợi tí để con gọi cứu viện. Rồi, vĩnh biệt thầy. Đưa vợ đi đẻ. Mình ơi, cố lên dặn đi nào. Ủa, ông có đẻ đâu mà thở phì phò thế. Ôi trời, đẻ ra cái của nợ gì thế này. Nàng thơ ẻ đùn. Heo thì đấy, ăn toàn rau thế này là rất tốt cho sức khỏe. Ăn no ra đường thể dục cho body đẹp hơn nữa nào. Ai chà, mát thế nhỉ. Ông cơ hội quá đấy, ông thợ ảnh. Không sao, nhưng mà em thích. Ê này, chụp góc này là hơi quá đà rồi nha. Ủa, đây là đĩa rau thối cho lợn ăn mà. Mùi quá. Cái trà đã bụng quá. Thơm không anh bạn?